Yo, hello anh em. Thì như đã nói ở video trước là mình đang tiến hành làm lại những cái video hướng dẫn ngày xưa cho cái kênh của mình nó trau chuốt hơn. Thì lần trước mình đã hướng dẫn cái kỹ thuật thumbnail rồi, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn tới kỹ thuật thumbnail reverse. Có thể là mình phát âm nó không có được chuẩn, nhưng mà reverse là một cái thuật ngữ dùng để chỉ những cái kỹ thuật nó có cùng bản chất, cùng quỹ đạo, nhưng cái chiều của nó sẽ ngược lại so với cái kỹ thuật gốc. Nói một cách dễ hiểu thì trong trường hợp này chúng ta sẽ coi thumbnail là một cái kỹ thuật gốc. Vậy thì thumbnail reverse nó cũng có những cái bản chất tương tự như thumbnail, nó cũng là đẩy cái bút và cho nó vào một ngón cái, tức là nó y hệt, nhưng cái chiều của nó sẽ là ngược lại. Đầu tiên, để làm được kỹ thuật này, chúng ta sẽ để cái bút cho nó nằm ở trên cái ngón giữa như này. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy được là đây là cái vị trí kết thúc của kỹ thuật thumbnail, nhưng mà bây giờ nó lại là cái điểm bắt đầu của kỹ thuật này, tức là nó giống như một cái tấm gương đối xứng lại. Đối với kỹ thuật thumbnail thì chúng ta sẽ để cho cái đầu bút phía dưới nó dài ra, còn đối với kỹ thuật này chúng ta sẽ để cho cái đầu bút phía trên nó dài ra. Mình đang muốn lấy một cái ví dụ cho nó dễ hình dung hơn, đó là cái thế tay của kỹ thuật này nó giống với việc các bạn làm một nửa cái trái tim. Nhưng mà mình sợ anh em FA khi mà biết cái điều này thì tập nó sẽ bị buồn. Và anh em lưu ý giúp mình là khi mà mình để cái bút vào thì mình sẽ để cho nó chạy dọc theo cái tâm của trái tim. Rất là nhiều anh em, kể cả mình ngày xưa, thì bị hiểu nhầm là để cái bút nó sát ra ngoài như này. Và khi mà mình bấm cái ngón trỏ vào thì mình không biết là người ta đẩy cái kiểu quái quỷ bùa ngải gì mà nó thi vòng qua ngón cái được. Tiếp theo, chúng ta sẽ co cái ngón trỏ lại đẩy vào cái thân bút, đồng thời là chúng ta phải cong cái ngón cái lên. Như mình đã nói ở kỹ thuật thumbnail là cái ngón cái chúng ta nó sẽ có một cái cục xương ở đây, và khi mà chúng ta cong xuống thì cái cục xương nó sẽ lồi lên và cái bút nó sẽ không có cái chỗ để cho nó lăn qua, nó sẽ bị lăn ra ngoài. Cho nên chúng ta phải cong ngược lên để cho nó có một cái vùng lõm xuống và cái bút nó sẽ lăn ở cái vùng lõm đó. Sau khi cái bút nó vòng qua ngón cái rồi thì các bạn sẽ đón nó bằng cái phần đầu của ngón giữa để đưa nó vào cái khe giữa ngón giữa và ngón áp út. Sau đó là dùng ngón cái để vịn cái cây bút lại cho nó chặt. Đồng thời là cùng lúc đó các bạn sẽ duỗi thẳng cái ngón trỏ về cái vị trí ban đầu. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy đây là cái vị trí bắt đầu của kỹ thuật thumbnail, nhưng mà bây giờ nó lại là vị trí kết thúc của kỹ thuật này. Mình sẽ nhắc lại từ đầu cho các bạn hiểu. Tức là đầu tiên chúng ta sẽ để cái bút nó nằm ở trên ngón giữa như này, và chúng ta sẽ cầm bút bằng cái ngón cái và ngón trỏ. Và lưu ý là khi mà làm thành cái hình trái tim thì chúng ta phải để cho cái bút nó dọc theo cái tâm của trái tim, chứ không phải là để nó sát ở bên ngoài. Và chúng ta sẽ co cái ngón trỏ lại, đồng thời là cong cái ngón cái lên cho cái bút nó vòng vào ngón cái và đón nó bằng phần đầu của ngón giữa để đưa nó vào cái khe giữa ngón giữa và ngón áp út. Và chúng ta sẽ dùng ngón cái kẹp lại, đồng thời là duỗi thẳng ngón trỏ ra. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong kỹ thuật thumbnail reverse. Bạn nào mà làm kỹ thuật thumbnail rồi thì khi mà tập kỹ thuật này thì sẽ rất là nhanh thôi, tại vì chúng ta đã quen cái cảm giác là cái bút nó lăn qua ngón cái rồi. Thì đối với kỹ thuật này thì nó cũng tương tự, nhưng mà nó chỉ hơi ngược ngược một xíu ở cái đoạn lấy đà. Ban đầu thì nó sẽ hơi lấn cấn một xíu, nhưng mà vài ngày thì sẽ quen thôi, nếu mà các bạn đảm bảo là các bạn làm đúng những gì nãy giờ mình nói. Và ok, thì nếu các bạn cảm thấy clip này nó hay và bổ ích thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Một cái like tuy nhỏ nhưng nó là cái động lực để mình có thể ra thêm nhiều video hướng dẫn hơn nữa. Và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.